Mô hình mới chào các bạn. Thì các bạn biết là hổng gà giờ thì chỗ ở cánh đồng sau hè đó các bạn, ở phía sau vườn của mình đó, người ta cũng đang chuẩn bị cái khâu bơm tát để mà làm lúa các bạn. Cho nên thì mình quay video này để mà chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình xử lý cái nguồn nước sông, để mà mình không có sử dụng nước sông nữa, với một cái lý do là hiện nay thì các cái lượng nước mà chảy xuống dưới dòng sông hiện nay nó đục lắm các bạn, nó rất đục và nhiều cái phù sa rồi các cái loại vi khuẩn này nọ rất là nhiều. Chính vì mình không thể nào mà mình sử dụng cái nước sông ở cái thời điểm này được. Như vậy thì nếu mà mình không sử dụng nước sông thì mình có cái gì để mà mình thay, hay là mình sử dụng cái nguồn nước để mà mình bơm lại cho cái nguồn nước của mình. Thì trước khi mình chia sẻ cái cách để mà xử lý cái nguồn nước đó, thì mình sẽ quay cái video về cái các nguồn lương của mình. Thì vừa rồi mình trả lời cho các bạn có hỏi mình một câu hỏi đó, là mình quay vừa rồi đó là mình chia sẻ có phải là cái buồn lương khác hay không, còn cái buồn lương cho ăn là cái buồn lương khác. Thì báo với các bạn luôn là mình rất là nhiều cái buồn lương các bạn. Vừa rồi thì mình quay cái dãy phía bên kia đó các bạn, đó mình quay cái dãy là phía bên mình thuần lá chuối với cái nguồn lương nhỏ, rồi nguồn lương 60 con, rồi dãy bên đây là nguồn lương mình thuần đất đó. Rồi cái khu bên đây thì mình đã quay chia sẻ các bạn mà cái video mà để cho lương nó ăn đó. Thì các bạn biết là cái buồn lương nào thì nó cũng ăn hết trơn, nhưng mà có một cái á, có cái buồn lương mà mình tập ăn trước thì nó ăn rất là mạnh đó, còn buồn lương mà mình tập ăn sau thì nó ăn rất là yếu các bạn. Tuy nhiên thì đối với ban ngày đó thì có một số buồn nó không ăn được đâu, nó không ăn đâu, với lý do là nó sáng, sáng quá thì con lương nó không ăn lên, không lên ăn được đó. Mà có một bồn hai bồn thôi thì nó lại ăn ban ngày, có nghĩa là khoảng chiều sụp chiều gần tối là mình còn quay được cho các bạn xem đó. Thì như cái bồn này thì các bạn thấy là nếu mà mình quay ban ngày thì có thể là nó không ăn được đâu, nó không dám lên ăn đâu. Cho nên thì thường thường là các bạn thấy là mình cho ăn là vào ban đêm. Chính vậy thì lúc này đó là các bạn nên tập cho ăn ban đêm ha. Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi đó. Thì ăn ban đêm là con lương đồng này nó mình mới tập ăn, nó ăn rất là mạnh. Còn nếu mà các bạn cho ăn ban ngày là nó không có con nào lên ăn hết. Chỉ những cái bồn nào mà các bạn tập mà thời gian nó lâu hơn đó, thì trước đó thì mình cũng có thường một vài bồn trước đó, thì mình cũng đã quay chia sẻ với các bạn rồi. Như cái bồn phía bên đó đó, đó các bạn đấy, là mình cho ăn khoảng 6 giờ rưỡi là nó ăn được, nó ăn rồi. Cái bồn mà có nhiều bèo đầy nhóc luôn đó các bạn. Đó, còn bồn chỗ con gà con này thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà nó chưa ăn ban ngày được đâu, thường là đêm về nó mới ăn. Đó thì mình nói rồi các bạn, đó là trong cái thời gian mình tập ăn là cũng cả tháng đó các bạn mới là nó ăn mạnh được. Thậm chí hơn một tháng nữa, có một số bồn là các bạn thấy tập rất là lâu. Nhưng mà nói về nói thì thời gian thì nó cũng nó sẽ ăn đầy đủ hết thôi. Đó. Tuy nhiên thì mình cũng đã có chia sẻ một số con nó không ăn đó thì nó sẽ ốm, nó ốm nhỏ. Thì cách khắc phục lương ốm thì cũng đã chia sẻ với các bạn trên video rồi. Đó. Thì cái này các bạn có gì các bạn xem lại trên video của mình nhé. Trở lại vấn đề thì mình hiện nay thì xử lý cái vấn đề là nước sông ô nhiễm. Hiện nay thì nó gót từ cái bờ ruộng cánh đồng đó, gót xuống dưới dòng sông. Thì hiện nay cái lượng nước rất là đục, nó mình không sử dụng được. Thì mình chia sẻ với các bạn luôn là hiện nay thì mình lại quay về cái sử dụng cái ao mà mình đã dự trữ trước đó rất là lâu. Tới giờ phút này là mình đem ra mình xài được rồi đó các bạn, mình sử dụng được rồi đó. Thì báo các bạn luôn thì mình cũng mới vừa tạc cái vôi bột các bạn. Đây các bạn nhìn thấy trên lục bình hiện nay còn rất là nhiều cái màng vôi bột mà mình đã tạc lên trên, mình quậy dưới nước xong mình tạc lên
nó tạt đều lên trên cái ao của mình. Các bạn nhìn thấy đó. Thì mình mới vừa xử lý thôi, cho nên thì mình quay chia sẻ với các bạn. Ở đây thì nếu như mình xử lý ngày hôm nay đó, thì khoảng 2-3 ngày sau nữa mình mới sử dụng cái nguồn nước này được ha các bạn ha. Các bạn không được sử dụng liền đâu, tại vì cái lượng vôi bọt thì bao giờ nó cũng pha loãng vào trong nước hết. Thì mình rút lên thì lương mình rất là nguy hiểm. Các bạn cứ để 1-2 ngày đi cho cái nguồn vôi bọt này nó lắng xuống dưới đáy, rồi nó diệt hết các cái loại vi khuẩn nó nằm trong cái ao của mình. Mà cũng hơi lâu rồi, khoảng gần 2 tháng rồi mình chưa sử dụng cái nguồn nước này. Thì hôm nay là các bạn biết là mình phải sử dụng rồi. Thì cái nguồn nước này các bạn biết là trước đó thì nó cũng chảy từ sông vô. Tuy nhiên thì do mình cái đào cái ao này đó là ở phía sau giáp với ruộng đó các bạn. Cho nên thì nếu như mình đẩy cái đường nước thông thoáng vào thì nó cũng đục như ở dưới sông thôi. Chính vậy thì cái nguồn nước này đó mình đã khép kín lại. Có nghĩa là mình dự trữ mà mình không cho cái từ nước ruộng chảy xuống đâu các bạn. Vì nếu mà nước ruộng chảy xuống thì nó cũng mang theo những phù sa, cũng làm cho cái nguồn nước ao hồ của mình đục bình thường. Chính vậy thì mình khép kín lại. Vừa rồi thì có một bạn cũng đã có comment cho mình đó là tại sao mình không đào ao ở gần với sông để mà cho cái nguồn nước nó gịnh vào, thì nó sẽ qua một cái dàn lọc nó tốt hơn. Thì các bạn biết ở đằng trước á, thì là cái dòng sông, nhưng mà mình không có chỗ để mình đào ao ở trước cửa được, mà mình chỉ có đào ao ở phía sau nhà thôi. Thì phía sau nhà thì nó có một cái con kênh này, kênh người ta bơm nước làm ruộng đó các bạn. Cho nên thì cái con kênh đó là cái đường thông thương làm ruộng của người ta. Chính vậy thì mình không thể nào mà mình sử dụng cái nguồn cái kênh đó để mà mình bơm nước vào được. Chính vậy thì mình mới đào cái ao này để mà xử lý cái nguồn nước cho nó gọn hơn, và mình chủ động hơn so với là các bạn cho cái lượng nước sông nó tràn vào. Tuy nhiên thì báo các bạn luôn thì cái nguồn nước này mình sử dụng thì cũng được cỡ một tháng thôi các bạn, không được nhiều đâu, không được lâu hơn nữa đâu, tại vì mình bơm thường xuyên thì cái nguồn nước này nó sẽ cạn thôi. Cái ao này rất là lớn, các bạn thấy mình cũng đã quay chia sẻ nhiều lần rồi cho các bạn xem. Như vậy thì cái ao này mình sẽ sử dụng được một tháng đó. Một tháng sau khi một tháng thì các bạn biết là mình sẽ quay lại sử dụng nước sông nữa, với một lý do là trong thời gian này người ta bơm rồi người ta xả ra, thì sau khi khoảng một tháng nữa thì coi như là cánh đồng này đã bơm xả rất là hoàn thiện hết rồi, là xong hết rồi. Cho nên ở dưới dòng sông là một thời gian nó sẽ có độ lắng trong lại, thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái nguồn nước sông lại. Thì các bạn cũng làm như mình ha. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng nước này nước kia đó, tất nhiên là nước sông, rồi xong rồi qua nước ao hồ, thì các bạn phải làm tuần tự. Mình thay từ từ ha các bạn. Các bạn đừng thay vội, có nghĩa là mình thay 100% lần một thì không nên. Các bạn thay, ví dụ như bây giờ các bạn muốn xài nước ao hồ này nè, thì các bạn rút lên, xả bỏ 50%, rút lên 50% ngày đầu tiên, rồi dần ngày sau, khoảng 2 ngày vậy đó, là qua ngày thứ 3 là các bạn xài 100% của nước ao hồ này được rồi. Này là nước ao ha các bạn, mình đã có đào một cái ao mà vừa rồi mình cũng chia sẻ các bạn đó. Như vậy thì mình sử dụng như vậy đó là con lươn nó sẽ quen với cái nguồn nước của mình, quen với cái nguồn nước. Chứ không phải các bạn xài xả 100% rồi các bạn bơm lên 100% là con lươn nó bị sốc ngay các bạn. Có nghĩa là nguồn nước này nó không giống như nguồn nước ở dưới sông. Nó có một phần gì đó nó sẽ khác hơn. Cho nên thì các bạn phải thay từ từ, hơi rút từ từ thay vô. Thì đó là một số ý mình chia sẻ cái quá trình sử dụng cái nguồn nước có sự thay đổi từ nước sông với nước ao hồ. Mình đến đây tạm dừng ha các bạn. Hẹn các bạn video sau mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như một số quá trình trong quá trình thuần lương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.